đi, ăn rau đi. Nhặt rau để luộc. Rau này luộc ngon lắm nè, rau rất là sạch luôn, không có phân thuốc gì cả. Rau bà nội hái cho đó. Có nhặt không? Có ăn không? Có ăn cọc này không? Rau non cực kỳ luôn nha. Cô Bi nhặt ngon không? Ngọt không con? Tí cho mẹ luộc lên cho con ăn đó nha. Cả nhà ăn cơm nha. Tìm gì trong đó ha. Cho con này. Ngon không? Oh no. Rồi à? Con ngủ ra đây, con xua ra đây. Đậu và khó chịu lắm. Tí nữa mẹ đi rửa rau rồi luộc rau, con Bi ngồi trên đây chơi ngoan nghe chưa? Không có được nghịch lung tung nghe chưa? Nghe không? Có nghe mày dặn không? Giỏi, giỏi. Con cho tầm bóp này. Cho tầm bóp này ăn cũng tốt nè. Mẹ cho con nè. Con ngồi sang đây đi cho mẹ làm đi. Nha. Được, được nhiều nhiều rồi nè. Mẹ đi rửa nha. Hả? Lui hả? Lui ra đậu con à. Ăn nhiều rồi nè. Cái này phải cắt đi để chiều nó tiếp. Cô Bi ngồi đây chơi ngoan nghe chưa, không có được nghịch điện thoại, tí nữa mẹ lên nghe chưa. Okay.
đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, đưa cái điện thoại đây. Đây, hồi nãy là hả, mẹ nói là không có được coi điện thoại mà tại sao lấy điện thoại trốn để coi thế này hả? Ai cho coi điện thoại xuống đây, ai cho coi điện thoại thế này hả? Bữa nay là hư rồi đúng không? Đúng chưa? Mẹ mang cái cây lên cho ăn này, nhưng mà lấy điện thoại của mẹ thế này thì làm sao mẹ cho ăn được? Ừ? Làm sao? Nói gì? Hả? Nói cái gì? Hư mà. Có hư không? Trốn coi điện thoại thế này, coi điện thoại nhiều có tốt đâu mà con còn coi gồng như thế, nó đau hết cái mắt này nè, nó sưng cái mắt lên nè nha. Nha. Thế bữa sau mẹ dặn có nghe lời không? Cô Biên? Có không? Hả? Không có được hư nữa nghe chưa? Mày gọi trái cây ăn này, nghe chưa? Con nghe chưa? Nghe chưa? Ngồi xuống này mày gọi trái cây ăn. À, ngồi yên đó mày gọi trái cây ăn nha. Nghe chưa? Ngồi yên đó, ngồi yên đó. Mày ngoan đi, mẹ gọt cho nè. Để yên đây, không được lấy nữa. Mày ngoan đấy, bây giờ phải ngồi ngoan mới được ăn á. Không ngồi ngoan là không được ăn đâu, nghe chưa? Nghe chưa? Mẹ dặn là ngồi đó chơi mà. Đợi mẹ mày dám lấy điện thoại ra. Đây mẹ cho con. Ngon. Hôm sau vẫn hư không? Ừ. Ăn đi. Ăn từ từ thôi. À, con ăn đi. Ngọt nhỉ? Ngọt lắm. Nãy con coi cái gì vậy? Hử? Rồi, con một miếng mẹ cho con á, con lấy ăn đi. Gọt nữa nha. Tóc dài này nè, chắc kiểu mẹ cắt tóc cho con nhé.